nữa. Cứ ngóng hoài, từ từ nó về chứ có gì đâu mà ngóng hoài không biết nữa. Không biết sao dạo này nó chưa về, không biết có chuyện gì không nữa. Có chuyện gì là có chuyện gì, nó không về thì tốt thôi chứ có chuyện gì. Sao ông nói vậy? Ba không hiểu gì hả? Nó không về á, có nghĩa là mọi chuyện đều tốt đẹp, nó ở lại nó chơi. Chứ nó mà về á là mệt á. Ừ, ông nói cũng có lý. Kìa, mới dắt nó về tới kìa. Con, thưa tía má con mới về. Ừ, ngồi xuống đây đi con. Dạ. Con à, có sao không con? Ừ, có sao là có chuyện gì hả má? Ờ thì chuyện con với thằng hai đó, chứ chuyện gì nữa. Con với anh cũng bình thường thôi mà. Rồi vậy còn tía của thằng hai có biết biết chuyện hai đứa quen nhau không? Dạ, bác Bảy chưa có biết. Anh John hai á, anh cũng tính nói cho bác Bảy biết, nhưng mà con nghĩ là thôi đi, nên con cản ảnh. Sao vậy? Má, bác Bảy mới về tới à, cũng còn mệt lắm. Để cho bác Bảy nghỉ ngơi vài hôm đi rồi tính. Con tính vậy là hay đó. Đúng rồi, mình phải lựa thời điểm thích hợp để mà nói cho ông biết, như vậy mới tốt hơn đúng không con? Tía đúng ý con quá à. Thôi, tía má ngủ sớm nha, con vô thay đồ cái. Ừ, đi đi con. Dạ. Ông à, rồi tía thằng hai á không quên con Hạnh nhà mình thì sao? Bà cứ tối ngày nghĩ gì đâu không à. Nếu không ưng thì từ từ tính bà ơi, để tôi rối quá. Sao tôi thấy lo quá à.